rắn nuôi hay rắn tự nhiên nó chả có khác gì nhau. Mọi người nên nhớ cho em như vậy, nó chỉ khác nhau cái là ở ngoài tự nhiên nó ít khi được ăn đầy đủ thức ăn và ở nhà nó ăn được đầy đủ thức ăn. Hello Phương Nam nhá. Đấy, nên là mọi người có mua những cái sản phẩm đồ ngâm rượu này cho ông bà bố mẹ về sử dụng ấy. Ai mà chăn nuôi rắn ấy mà hay tiếp xúc nhiều thì cũng không tránh khỏi được cái con rắn nó cắn. Thế nhưng mà để biết được cái cảm giác mà con rắn độc nó cắn, nó thật với mọi người là đau lắm, rất là đau luôn, đau đến nỗi mà hao vài cân thịt, vài ngày trời cả đêm không ngủ được, gọi là nó đau nhức, nó gây sốt, đau buốt kinh khủng luôn. Xong rồi em mọi người biết nó đau đến nỗi là nó cuồng quẫn người ra, nó chạy ra này chạy vào ấy. Xong được khoảng độ 3-4 ngày thì nó dịu dần đi, bởi vì những ngày đó mình vẫn đều sử dụng uống thuốc giảm đau ấy. Các bác biết cái viên xê sủi giảm đau rồi đúng không? Cảm ơn anh nghèo bền vững nha. Nên là người ta mới nói là cái nàng em là cái nàng nghề nguy hiểm. Em vẫn hay nói chuyện với mọi người ấy. Em bị cắn năm ngoái vào hôm thứ bảy, em không nhớ là ngày bao nhiêu ấy, bị cắn hôm thứ bảy. Thì đến hôm sáng chủ nhật khoảng hơn 9 giờ sáng, bố của bạn học cùng lớp với em là ông chăn nuôi ao cá, thế là một mình cho rắn ăn thì ông lại không chịu được cái kìm này. Đấy, các bác thấy này. Đây chẳng hạn như cái này nhá. Cái hang rắn như thế kia đúng không? Ông không chịu lấy cái kìm này, ông gắp cái đĩa này ra. Không chịu lấy cái kìm này, ông gắp đĩa này ra. Ông chủ quan, ông lấy tay, ông thò vào tay và ông nhúc cái đĩa ra thì vô tình nó bị cắn vào tay. Thì ở ngoài trại cá thì không có người gần đến, không có người. Thế là thuốc thì ông lại không mang đến, mang về cái chỗ đó cơ. Ở nhà cũng nuôi mà ở ngoài trên trại cũng có nuôi, thuốc lại không để sẵn ở đó. Thế là bị rắn cắn một mình hí hoáy, không cả uống thuốc được, thế là mất mạng đấy. Đấy, em bị cắn hôm trước thì ông ấy bị cắn hôm sau. Chính vì vậy á, mình cái quan trọng là mình phải có những cái sợi dây thun có giãn này, mình ga đô vào. Đấy là cái bước quan trọng nhất. Thế nhưng mà nhiều người chủ quan ấy, chỉ vì chủ quan sơ sẩy một chút thôi là nó sẽ đánh đổi cái tính mạng cho mình. Ông ấy chết rồi. Cách nhà em khoảng độ đi theo dọc dãy nhà em đây này thì khoảng độ hơn 400 mét thôi. Cái bố của bạn học ngày xưa học cùng lớp. Rắn cắn thì dùng thuốc gì á? Có nhiều loại thuốc chứa rắn độc cắn. Như ở chỗ em thì hay sử dụng những cái bài thuốc nam như quả đu đủ này, rồi cái cốc cây nơi hổ, cái quả chanh, rồi thì có cả những cái viên thuốc nam để mình dùng ở nhà. Thế thì phải thịt còn đấy thôi á. Bạn chính là bạn thân với em học đó đấy, mà bố đã bị rắn cắn chết đấy. Bạn ấy chặt một cái đầu con rắn cắn đấy, vẫn đang ngâm vào bình rượu để ở dưới gầm bàn thờ ấy, để làm cái kỷ niệm. Con rắn cắn ông ấy còn không á? Bạn ấy chặt con rắn rồi, lấy đầu con rắn ngâm vào trong cái một cái bình á, bảo quản trong cái bình rượu, vẫn để ở nhà đấy. Lần thứ bảy của mình bị rắn cắn đây. Năm ngoái làm bình rượu cho khách ấy thì nó cắn một nanh nhỏ xíu thôi. Nhà ông đấy, con ông đấy nuôi mà, con ông đấy vẫn nuôi chứ. Ở làng em nhiều nhà ấy, có những cái trường hợp mà sinh năm bảy mấy, bảy tám rồi 76 cũng có. Hai người bị chết rồi, hai vợ chồng ấy cho rắn ăn, thế nào bị nó cắn. Thế là cắn xong bắt đầu bị dị ứng ấy các anh biết này, dị ứng là sao? Là bản thân người ta đã bị dị ứng nọc độc, không khác gì như có một số người ăn được con châu chấu, nhưng có người lại ăn vào nó bị dị ứng, nó nổi mề đay ấy, nó gây xuất huyết, có người xuất huyết dạ dày, có người xuất huyết não đấy. Nên là không kịp, bởi vì có những người mắc bệnh tiền sử ấy, nên là đôi khi nó sẽ gây ra cái biến chứng. Nên là nếu như người bình thường khỏe mạnh mà bị rắn độc cắn ấy, mà không có bị những cái biến chứng mà bị dị ứng nọc độc thì nói chung là người nó cũng khỏe khoắn đấy. Em chỉ bị rắn cắn xong rồi nó đau khổ thôi, đau rồi cứ gọi là rét là trời trời nóng, bắt đầu nó đau nó sốt không, đắp chăn vào xong là nó đau không ngủ được này, ôm cái chăn ra chùm vào đầu ấy, ngồi ở ngoài hè xong chạy vào trong nhà, hết trong nhà lại chạy ra ngoài hè, cứ liên tục như vậy cả đêm trời. Ôi, rắn nuôi dữ chứ, rắn nuôi hay rắn tự nhiên nó có khác gì nhau đâu. Rắn nuôi hay rắn tự nhiên nó chả có khác gì nhau. Mọi người nên nhớ cho em như vậy, nó chỉ khác nhau cái là ở ngoài tự nhiên nó ít khi được ăn đầy đủ thức ăn và ở nhà nó ăn được đầy đủ thức ăn. Hello Phương Nam nhá.
Nên là mọi người có mua những cái sản phẩm đồ ngâm rượu này cho ông bà bố mẹ về sử dụng ấy, mọi người inbox qua Zalo nhỉ em. Cảm ơn Phương Nam rất là nhiều. Nhà em bán 6 năm nay ở trên cái Beagle rồi, đầu tiên ở trên cái Beagle ấy, ngày xưa em like này, trước nhà em toàn đấu cao bán cho người ta chứ. Các anh biết tại sao ở làng nhà em này có rất nhiều nhà nuôi hàng vài nghìn con rắn, nhưng mà tại sao người ta vẫn phải mua cao rắn nhà em không? Mọi người biết tại vì sao? Tại vì khi nấu một nồi cao bắt buộc anh phải nấu số lượng nhiều thì mới 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 được, nhưng mà anh một mình mà anh mà nấu hàng 70-80 cân rắn thì bao giờ anh dùng mới hết được. Nó chỉ có thỉnh thoảng một vài nhà chung nhau ấy bỏ ra là nhà tôi nuôi 10 cân bắt 10 con rắn lên, xong rồi nhà anh bắt 10 con rắn lên, nhà ai có bao nhiêu cân rắn thì nấu lên xong tính. Cái bình anh đăng trên Zalo Phương Nam á, cái Zalo của em là Zalo nào? Em thử nhắn qua Zalo tí anh check. Cái bình mới đăng hôm nay đúng không? Hai bình của khách ở Thái Bình ấy, hôm nay mới gửi cho bạn đấy. Để bạn ấy mai sáng bạn ấy về Thái Bình. Mua vậy có bán nọc độc không bạn á? Có ai mua đâu mà bán hả anh? Nọc độc rắn ấy nó chỉ có ở trang trại Đồng Tâm. Họ vừa là nơi nào để họ bảo tồn động vật, vừa là nơi để họ lấy huyết thanh, vừa là nơi để cho mọi người tham quan. Nên là ở đó chỉ có ở đó thôi. Họ mới lấy huyết thanh để chiết xuất ra nhiều loại nhiều thứ mới thành một cái huyết huyết thanh của cái nọc độc rắn để chữa rắn độc cắn. Chứ không phải là ở đâu cũng có. Mà riêng cái huyết thanh đó là chỉ có ở bệnh viện mới có thôi. Chứ mọi người bảo là ở quê bạn có huyết thanh không, nói thật với các bác là chỉ có bệnh viện mới có, còn ngoài ra chả ở đâu có cả. Bình cái 1,5 triệu cái hôm mà trước anh nhắn cho em đấy hả? Có bình 1,5 triệu cũng có, nói chung là nhiều ấy. Ngoài kia còn một bình 1,5 triệu. Thế nên là mọi người trong Zoom là cái quan trọng nhất này, mình có nuôi rắn đi chăng nữa hay là không nuôi đi chăng nữa, mình hết sức cẩn thận. Bởi vì có khi nó sẽ mất mạng, thế nhưng tỷ lệ nó sẽ ít. Nhưng cái quan trọng là mọi người biết cách sơ cứu được ấy. Tuy nó sẽ không mất mạng, thế nhưng có lại để cho mình cái di chứng. Có những người phải tháo 2-3 ngón tay, bởi vì nó hoại tử rồi thì bắt buộc phải tháo chứ cũng không để được. Thế nên là nó đau lắm, mất có những người mất hàng năm trời còn chả làm đỡ được cho gia đình. Còn bình thường cái diện mà 4-5 tháng mới 6-7 tháng ấy tay đau ấy nó là bình thường. Thế nên là mình bắt rắn 1-2 con này, bắt 1-2 con ra đây để cho các bác xem, các bác nhìn ấy, là em bắt phải hết sức cẩn thận, chỉ có 1-2 con nghịch chơi thôi. Còn khi em bắt với số lượng nhiều